Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với Nông nghiệp Xanh. Thì hôm nay Nông nghiệp Xanh đang đi đến thăm một vườn chanh ở Bình Tân của tỉnh Vĩnh Long. Vườn này là bao nhiêu gốc đây anh Tùng? 16 công. 16 công à? 16 công là ngành mấy gốc à? 1.900 gốc. 1.900 gốc. Này là anh Tùng trồng được mấy tháng rồi anh Tùng? Hai tháng ngoài rồi hả? Mà xưa giờ nó đứng lại, nó không có phát triển luôn anh hả? Thì cái tình trạng cây của anh là lúc trồng xuống cũng 2 tháng mấy rồi, nhưng mà cây ảnh không có phát triển. Thì khi anh gửi hình ảnh qua cho Nông nghiệp Xanh á, thì Nông nghiệp Xanh có lên cho anh cái công thức để mà tưới cho nó ra rễ, để cho nó phát đọt lên. Thì cái này mình tưới được một lần rồi anh hả? Hai lần Hai lần rồi đúng không? rồi. Thì đây, bây giờ bắt đầu là cây nó bắt đầu nó nhú đọt non rồi này. Đầu nó đâm tược ha. Cây nó chậm phát triển, bây giờ bắt đầu nó đâm tược dần dần rồi. Này, bây giờ anh có dùng cái NPK lần nào chưa hả anh Tùng? Xài được đợt. Một đợt ha. Đợt NPK hả? Nó xanh nó không có À. xanh, nó xài nó cam. Dạ. Này đợt này cái đọt nó ra cũng mập này, này cho tưới cái bộ ba ra rễ ha, nhưng vẫn bị sâu bệnh nó chích hả, cái bùa với bọ trĩ nó chích rồi. Cái này thì sẽ nghiên cứu lại cái thuốc xịt cho cái bùa với lại là các cái loại côn trùng chích hút. Bây giờ thì vườn bắt đầu là cây nó bắt đầu nó có dấu hiệu là nó nhích đích lên rồi. Và ở dưới này là nắng nóng lắm đúng không anh Tùng? Nắng nóng gì lắm à. Đây thời tiết nó nắng nóng quá nữa, nó cũng ảnh hưởng tới cái sự phát mưa là triển nó của cây. có sâu mà sống mùa nắng mà sống mùa dưỡng. Đây mấy cây này là chưa chưa phát triển mấy này, hay mấy cây này mới trồng lại hay sao anh? Cái này mấy cái này thấy cái ủ nó bể bể mới Trồng trồng lại ha. cũng lượt đó chứ À. nó đâm hết như coi đọt rồi đó. Giờ nó nằm sao nó nằm là cứ cúng ra đọt rồi. Thì đối với những cái cây mà nó chậm phát triển như thế này á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái bộ ba ra rễ Yogren, Yorus và cái Humat Pro tưới để cho nó đâm cái rễ nó ra mạnh. Thì khi cái rễ nó ra mạnh rồi á, thì bắt đầu chúng ta sẽ đưa cái NPK tinh thể vào 22-18 và cái trung vi lượng ha, để cho nó hỗ trợ nó phóng cái đọt này mạnh lên ha. Đây bắt đầu là cây bắt đầu nó có dấu hiệu phục hồi, bắt đầu nó nhú đọt này, bắt đầu nhú đọt rồi. Cái này cái dinh dưỡng xịt trên lá là mình còn đúng không anh? Cái 35 10 năm với combi hay rồi. Như hỗ trợ xịt cho nó bung mạnh anh ha. Đó, vài bùa mà nó ăn là xong rồi, bắt đầu là nó bị ghẻ loét đó anh. Cái đó là ghẻ loét cho vi khuẩn đó, thì nó từ cái vài bùa mà nó ra. Bắt đầu từ cái vải bùa nó ra sinh ra mấy cái đó. Mùa mưa nó bị mới nhiều nam, mùa nắng này thì nó còn ít, chứ mùa mưa này đầu sau vải bùa nó mới nhiều. Vải bùa nhiều rồi kết hợp là mùa mưa nữa thì nấm ghẻ loét đồ nó rất là nhiều. Bên kia là những cái vườn khoai lang, bên này là khoai lang, vùng này là chuyên trồng khoai lang. Giờ ấy bắt đầu là lên vườn trồng chanh bông tím. Chanh bông tím cho tàu chùm đây ha. Thế hệ mới đây. Ở giữa là xen với cái cây ớt để lấy ngắn nuôi dài ha. Mình đi tiếp xem mấy cái hàng này xem cái tốc độ phát triển như thế nào. Cái này chỉ mới tưới ra rễ thôi, chứ không chưa bổ sung NPK đa lượng vô cho nó bật mầm mạnh nữa. Đây, mấy cây mới tưới ra rễ được 2 lần. Đó, thì cây bắt đầu nó đập tược này. Vườn này nó cũng khá lâu rồi mà nó chưa chịu đập tược đây. Đang xử lý nó. Cái gốc rễ này cũng vậy. Sau này có cỏ đồ mình tủ lên mấy cái gốc nó cho nó cây nó tơi xốp hơn nha anh. Đất của mình nó tơi xốp hơn nè. Cái dây khoai lang này thông thường mà mình nhổ khoai rồi là dây khoai lang đó mình làm gì anh? Bỏ không làm gì hết hả? Sau này mình mang về trong cái gốc chanh này mình bỏ xung quanh đó nè, rồi mình xịt men vào cho đất của mình nó tơi xốp lên. Cái đất mình đâu,
Dạ. Bỏ xung quanh gốc nó xong rồi mình xịt men vào thôi. Cho nó sống, nhưng mà chắc mình phải phơi khô khô chứ không sợ nó lên dây nè. Dạ. Đây nè, cái chân. Dạ. Ảnh hưởng gì đâu. Đây mấy cái chân nhỏ đây, bắt đầu bung được. Khá nhiều là cái tược rồi. Đây do thời tiết nó nắng nóng nữa, mới tưới cái ngày hôm qua à. Mà giờ đất nhìn lên trên mặt nó đã khô, muốn khô hết rồi. Đây. Mấy cái chanh bông tím. Đây. Okay. Bắt đầu nhú lọt này. Bắt đầu nhú lọt này. Cái này mà đưa NPK vào là nhú lọt mạnh lắm nè. Cái đó cũng hòa nước tưới anh, nhưng mà nó là dạng xô tinh thể, mình hòa nước tưới nó dễ. Này anh tưới anh cho dạ không một màu chứ, nó dạng bột mịn mà. Đây là NPK tinh thể dạng bột mịn chứ không phải là những cái NPK thông thường mà anh xài đâu. Nó chuyên dùng cho cây con với những cái cây mà nó đang bị bệnh này, đang bị phục hồi này. Dạ. Đây cây này nó bung đẹp này. Yeah. Đó. Có mấy cây này thì bung cơi đẹp này. Đó thì quay lại cho bà con xem một cái video đi tư vấn vườn chanh bông tím ở dưới Bình Tân, Vĩnh Long, thăm lại cái vườn đang xử lý được hai lần ra rễ rồi ha. Thì hiện tại bây giờ là cây nó cũng đã bắt đầu là phóng đọt cũng khá là nhiều ha. Thì chắc chắn là sẽ bổ sung thêm một số cái NPK tinh thể và cái vi lượng cho cây nó phát triển mạnh thôi. Bởi vì cây hiện tại thì chẳng qua là thời tiết nó nắng nóng và do cái cây của mình nó chưa kịp bén rễ, bộ rễ nó còn yếu cho nên nó không đâm đọt mạnh. Cho nên là tập trung là mình tạo cái bộ rễ nó mạnh lên thì cây nó sẽ phát triển mạnh lên thôi. Xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video sau.